Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, báo Thái lại nói về miếng mồi ngon Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cho rằng trong các đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á thì Việt Nam là đối thủ dễ thở nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 17 tháng 7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khi từng lọt vào đến vòng loại cuối cùng ở kỳ World Cup 2014, đội tuyển Thái Lan rất mong đợi kết quả bốc thăm ở chiến dịch tới. Mới đây, trang Fox Sports, phiên bản tiếng Thái đánh giá rằng trước các đối thủ trong nhóm hạt giống số 1 là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc, việc giành điểm là nhiệm vụ quá khó khăn đối với đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số 2 được chạm trán với đội tuyển Việt Nam sẽ là kịch bản dễ chịu nhất so với việc phải tranh tài với những đối thủ lớn như Iraq, Syria hay Uzbekistan. Tờ First Post nhận định bầy voi chiến hoàn toàn đủ chất lượng để vượt qua những đội bóng làng nhàng như Việt Nam hoặc Jordan. Việt Nam, đại diện duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á trong danh sách này là đối thủ dễ thở nhất dành cho Thái Lan. Theo truyền thông xứ sở Chùa Vàng, bảng đấu mềm nhất là Thái Lan được gặp các đội tuyển UAE, Việt Nam, Myanmar và Singapore. Voi Chiến đã có cơ hội chạm trán với đối thủ UAE tại Asian Cup 2019, nơi mà hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Việt Nam được đánh giá là xếp số 1 ở khu vực ASEAN hiện nay, đồng thời cũng là đối thủ được người hâm mộ Thái Lan đặc biệt mong chờ tái đấu ở vòng loại World Cup sau thất bại muối mặt 0-1 ở Kings Cup 2019 ngay trên sân nhà hồi đầu tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, Myanmar và Singapore lần lượt nằm ở nhóm hạt giống số 4 và số 5, đều là những con mồi yêu thích của Thái Lan trong khu vực. Ngược lại, bảng tử thần đối với người Thái sẽ là chạm trán với Iran, Iraq, Malaysia và Indonesia. Trong khi Malaysia là đội bóng đã đánh bại Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018 thì Indonesia lại trở thành cơn ác mộng trong mỗi dịp Thái Lan đi làm khách. Huấn luyện viên Sirisak xin từ chức vì thất bại ở Kings Cup, đội tuyển Thái Lan vẫn chưa có thuyền trưởng mới. Theo truyền thông xứ sở chùa vàng, thì liên đoàn bóng đá nước này đang trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị bổ nhiệm ông Akira Nishino, chiến lược gia người Nhật Bản, lên giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Với việc từng đưa đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng knockout World Cup 2014, ông Nishino được kỳ vọng sẽ giúp cho đội tuyển quốc gia của nước này lần đầu tiên giành quyền tham dự ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Quý vị và các bạn thân mến, trước giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á, những ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam bỗng trở chứng về vấn đề phong độ. Dù Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu giành vé đi vòng chung kết World Cup 2022, nhưng chúng ta có chỉ tiêu vượt qua vòng loại thứ hai này để chắc chắn có suất tham dự Asian Cup 2023. Tại Asian Cup 2019 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã làm rất tốt khi đi đến trận tứ kết. Vì thế, việc phát huy thành tích này là một nhiệm vụ tối quan trọng. Chưa kể, theo cách xếp hạng FIFA, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 – vì vậy sẽ phải đối đầu với một trong 8 đội của nhóm hạt giống số 3, bao gồm cả Thái Lan trong đó. Đây chắc chắn là một trận đấu đặc biệt khó khăn vì người Thái không chỉ mang theo tham vọng dự World Cup mà còn cả quyết tâm phục thù những trận thua Việt Nam trong vài năm qua. Ngoài ra, nhóm hạt giống số 3 có không ít những đối thủ mạnh như Bắc Triều Tiên, Bao Còn hạt giống số 1, hàng loạt hào thủ như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, chủ nhà Qatar, UAE, Ả Rập Xê và người láng giềng Trung Quốc. Vì thế, vòng loại này đặc biệt khốc liệt và vô cùng quan trọng với thành tích của bóng đá Việt Nam không chỉ trong năm 2019. Ông Park Hang Seo hiểu điều này và chắc chắn đã có sẵn kế hoạch hành động của riêng mình. Chỉ có điều, thầy Park đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, áp lực lớn nhất lại đến từ chính đội ngũ cầu thủ mà ông hoàn toàn tin tưởng. Nhìn vào đội hình xương sống mà ông Park mang đi đá King's Cup 2019 vừa qua, phần nào cũng thấy được định hình chiến thuật của vị huấn luyện viên này. Tuy nhiên, V-League vẫn còn đang rất nóng và nhiều trụ cột đang phải bào sức với những nguy cơ chấn thương tiềm ẩn là rất cao. Trong khi đó, nhiều hào thủ của ông Park lại chưa bình phục chấn thương, chẳng hạn như Phan Văn Đức hay Văn Thanh. Vì thế, nguy cơ Việt Nam khó có đủ đội hình mạnh nhất để dự vòng loại này là có thật. Còn vấn đề lớn hơn mà ông Park sẽ phải lưu tâm đó là vấn đề có những trụ cột có đủ thể lực nhưng lại không đạt đỉnh cao phong độ. Đầu tiên phải kể đến vấn đề của tuyển thủ Nguyễn Quang Hải. Trong cuộc họp báo mới nhất, bầu hiển chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội FC đã phải nhắc nhở công khai cầu thủ này. Ông Hiển cho rằng Quang Hải đã có thái độ chảnh mảng trong thi đấu, thể hiện bởi sự sa sút phong độ nghiêm trọng kể từ đầu giải V-League 2019. Quang Hải chỉ mới có hai bàn thắng tại giải quốc nội. Ngoài ra, tại Kings Cup, dù được ông Park đặc biệt tin tưởng và xây dựng lối chơi lấy Quang Hải làm nòng cốt, nhưng cầu thủ này không thể hiện được nhiều. Sau trận hòa với Sana Khánh Hòa, Bầu Hiển đã thẳng thắn nhắc nhở cầu thủ phải thường xuyên phấn đấu, không vì thành tích trước mắt mà chạy mảng, không mải quảng cáo để quên chuyên môn chính là đá bóng. Sau Quang Hải, cái tên quý nhất trên hàng công lúc này đó là Công Phượng. Tuy nhiên, chàng tiền đạo này vẫn long đong lận đận và đang phải tới thử sức ở nước Bỉ. Về lâu về dài, Công Phượng sẽ có thể nâng tầm đẳng cấp của mình. Nhưng trong thời gian ngắn tới đây, nếu chỉ nói về việc thích nghi được với môi trường mới đã là khó, chưa nói đến việc nâng cao trình độ hay được ra sân thường xuyên. Ngoài ra, nhiều cái tên khác vẫn đang phải tìm lại phong độ như Xuân Trường, Đức Trinh, Tiến Linh hay Hồng Duy. Vì thế, vấn đề các trụ cột không có điểm rơi phong độ sẽ là bài toán rất đau đầu của ông Park Hang-seo. Vòng loại thứ hai này sẽ có 40 đội tuyển, bao gồm 7 đội sẽ vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 theo bảng xếp hạng FIFA châu Á. Việt Nam của chúng ta ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng nên được xếp hạt giống số 2 với các đội như Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Liban, Jordan và Kyrgyzstan. 40 đội này sẽ được chia thành 8 bảng và mỗi bảng có 5 đội các trận đấu theo thể thức sân nhà và sân khách tính điểm ở mỗi bảng. Sau đó, 12 đội gồm 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. 12 đội này cũng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 4,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022, nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tiếp tục được chia thành hai bảng, 6 đội mỗi bảng thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội đứng thứ ba sẽ thi đấu play-off lượt đi lượt về trên sân nhà và sân khách. Đội thắng sẽ giành được vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022. Việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu dễ thở. Với cách phân nhóm hạt giống dự kiến, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu với những đối thủ dễ thở như Trung Quốc ở nhóm 1, Đài Loan ở nhóm 3, Hồng Kông ở nhóm 4, Singapore ở nhóm 5. Với những đối thủ vừa miếng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành nhiều chiến thắng và vượt qua vòng loại thứ hai bảng đấu khó khăn nhất đối với đội tuyển Việt Nam có thể phải đối mặt là gồm có Iran ở nhóm 1, Jordan ở nhóm 3, Yemen ở nhóm 4 và Nepal ở nhóm 5. Ngoài Iran, đội tuyển số 1 châu Á thì những đối thủ còn lại đều từng là bại tướng của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò tại Asian Cup, ASEAN hay U23 châu Á. Vì thế, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rõ ràng cũng là rất khả thi. Một khả năng khác có thể xảy ra là việc chúng ta chạm trán ba đại diện kình địch tại Đông Nam Á. Cụ thể, bảng đấu nội chiến ASEAN gồm có đội tuyển Việt Nam ở nhóm 2, đội tuyển Thái Lan ở nhóm 3, Malaysia ở nhóm 4 và Indonesia ở nhóm 5. Đây sẽ là cuộc chiến nhiều duyên nợ bởi chúng ta mới đánh bại người Thái tại Kings Cup 2019 và quật ngã Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018. Nhìn chung với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không rơi vào bảng tử thần tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ có nhiều cơ hội để tạo nên lịch sử mới khi lần đầu tiên giúp cho Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba ở một kỳ World Cup.